Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu cũng là lúc các dịch bệnh ở trẻ em, trong đó có bệnh tay chân miệng có nguy cơ bùng phát mạnh. Để hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc bệnh, hiện nay ngành y tế cùng với các cơ sở giáo dục trong tỉnh đang triển khai các biện pháp để phòng chống dịch bệnh này, ghi nhận tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trường Mầm non Tuổi Ngọc, thị trấn Dầu Giây, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng cho các bé, nhà trường đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh trường lớp. Sàn các lớp học, khu vực hành lang, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang luôn được lau chùi sạch sẽ. Đồ chơi cho các bé từ trong lớp đến ngoài trời cũng được thường xuyên khử khuẩn bằng chloramin B. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tập cho các em thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Các phương pháp phòng chống dịch bệnh này cũng được nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh các bé theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Đối với nhà trường thì nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai đến đội ngũ nhân viên, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, rồi ra soát lại để nhà trường trang bị một số cái trang thiết bị cần thiết, dụng cụ cần thiết để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, chẳng hạn giống như xà phòng, nước diệt khuẩn, nước Javel hoặc là chloramin B. Cái thứ hai nữa là đội ngũ giáo viên rèn cho trẻ là kỹ năng về các bước thao tác về rửa tay theo đúng quy trình. Cho trẻ rửa tay trước giờ ăn, sau giờ ăn, trước sau khi đi vệ sinh. Con rửa tay sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay dơ, để phải rửa tay bằng nước xà phòng để chống dịch bệnh, khỏi bệnh tay chân. Theo Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện ghi nhận 289 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 77 ca so cùng kỳ năm ngoái. Số ca mắc bệnh có thể tiếp tục còn tăng lên khi năm học mới đã bắt đầu. Để hạn chế dịch bệnh tay chân miệng, Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan để mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó tập trung công tác truyền thông cho các trường mầm non, nhà nhóm trẻ, tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thực hiện cách ly, kịp thời xử lý không để bùng phát ổ dịch trong cộng đồng, tránh lây lan sang trẻ khác, nhất là tại các cơ sở giáo dục mầm non. Khi phát hiện trẻ có những cái dấu hiệu về các cái vết loét hoặc có sốt hoặc là có những cái biểu hiện là bất thường, là trẻ khi mà nó có bệnh trong người nó hay khóc nhà rồi hay khó chịu, có trẻ thì nó hơi bị rùng mình, thì nếu như chúng ta nghi ngờ thì chúng ta đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm và điều trị sớm và cách ly sớm luôn để cho cái phòng bệnh được tốt hơn. Cũng theo Trung tâm Y tế huyện, hiện nay đang là thời điểm mùa mưa, trẻ em lại bắt đầu tựu trường nên rất thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Do đó cùng với nỗ lực ngành y tế thì rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, nhất là của các bậc cha mẹ học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ ngay tại nhà mình.